Một hộ kinh doanh ở chợ Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã mua được một con cá mú nặng hơn 55 kg. Theo tiểu thương này, cá do một ngư dân ở khu phố 4 thị trấn Dương Đông câu được ở vùng biển Phú Quốc. Theo ghi nhận, con cá dài khoảng 1,2 mét, vòng ngực gần 1 mét khi đặt nằm chiếm gần hết mặt tiền của gian hàng. Theo các tiểu thương bán hải sản tại chợ Dương Đông, trước đây cá mú ở chợ này to nhất cũng chỉ khoảng 5-6 kg và đây là lần đầu tiên họ thấy con cá mú to như vậy. Hay tin, nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo đến để tận mắt nhìn thấy con cá hy hữu này. Ngay sau khi cá được bày bán, một nữ du khách đã mua nó với giá 11 triệu đồng để vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh qua đường hàng không.